Hai chàng nghe bảo xỉa nữa, mình từ đúng chỉ làm rất vui quay trở lại các bạn trong cậu bé to xác Lavi ở server số 70. Sở dĩ mình nói như vậy vì đây là có chỉ số lực chiến kèm theo cấp uy lực phải nói rằng cực kỳ ghê gớm. Đặc biệt là mức độ lực chiến lên tới hơn 12 triệu lực chiến ở cái đất server 70, và thực tế là cả những server cũ hơn thì đây chắc chắn là một con số khổng lồ. Có điều thì top đấu trường của nó lại chưa đạt được như cái mức kỳ vọng như là lực chiến. Thực tế thì rất khó để lọt được vào trong top 0x kể cả hạng 8, hạng 9. Chúng ta đang ở trong một server cực kỳ ghê gớm bao gồm từ server 69, 70, 71, 72. Cụm server này mình đang đánh giá và từ trước đến nay mình vẫn đánh giá là cụm server máu lửa nhất trong khu vực hạng 7x. Đấy, hội tụ toàn những tay gọi là máu mắt thôi. Thì chúng ta sẽ cùng xem là tại sao arc này lực chiến ghê gớm như vậy, tức là đồ theo kèm rất là ghê đấy các bạn. Đấy, mà lại không lọt được top. Trước tiên về mặt võ sĩ, ở vị trí phòng thủ chúng ta có con tanker đang tốt nhất hiện nay là Dulon, kết hợp với hai vị trí khác đứng ở hàng trên là hai con hạt nhân Kyo và Ainz. Chắc chắn đây không phải là một bộ phòng thủ kém, đặc biệt còn sự hỗ trợ của Mai. Thật sự với các bạn, chút nữa các bạn sẽ thấy đánh nhau team này không hề yếu về mặt phòng thủ đâu. Đặc biệt ở trạng thái tấn công chúng ta có Asuka và Konit, khi đấy sẽ khá dễ dàng hạ sát được địch thủ bên đối phương. Khi đấy thì Anis sẽ tiếp tục gia tăng thêm cái lượng miễn chí tử. Đấy. Thế lên về mặt võ sĩ chắc chắn đây không phải là yếu. Tí nữa mình sẽ check bán môn và các bạn thấy rằng bán môn của hội này cũng không hề kém cỏi đâu nhá. Đấy, thì nguyên nhân lỗi của nó mình cũng xin phép nói luôn, đi thẳng là chủ đề chính là vấn đề hồn lực 5. Arc hiện nay đang sở hữu bộ hồn lực 5 cực kỳ hùng hậu lên tới 1 2 3 4 5 6. 6 cái hồn lực 5 6 sao à 5 sao, hai cái hồn lực 5 4 sao và hai hồn lực 5 3 sao còn không thèm dùng luôn. Tuy nhiên thì có tất cả các loại hồn lực 5 nhưng lại thiếu cái quan trọng nhất chính là hồn lực 5 tọa thiền. Thì đợt tới chẳng phải là xa đâu. Để kể ra mình để dành clip này làm vào chiều mai. Mình sẽ quay hồn vũ khí, mua thêm một hồn vũ khí nữa của Kyo kèm theo ăn full mốc 74k event tiêu viêm cương, thì vừa đưa Kyo lên đến tầng cao nhất gọi là tầng lục môn và vừa lấy 2 sao hồn lực 5 tọa thiền để cho ai, mình nghĩ là cho các bạn thể cân nhắc cho Ainz nhé. Đấy, thì thật sự phải nói là sẽ lên hạng ầm ầm 85k mà trừ đi 47k kết hợp với event tiêu viêm cương thì dự kiến là còn khoảng 40k. Từ giờ đến lúc quay mèo còn khoảng 10 ngày nữa, 10 đến 12 ngày nữa thì mình tin chắc chắn rằng vẫn sẽ full mèo và không bị lỡ bất kỳ một kế hoạch nào. Các bạn kế hoạch là kế hoạch trong tương lai, ví dụ như cu la, cu lủng gì đấy các bạn thì hơi bị ngon đấy. Rồi, còn chúng ta sẽ lướt nhanh toàn bộ đồ khác. Nhìn chung phải nói rằng cực kỳ đẹp mắt luôn các bạn ạ. Rất nhiều các bộ đồ màu đỏ hay là đạt đến trạng thái tối đa. Ở server 70 là một server mà như mình nói từ đầu có cái mức cạnh tranh rất là cao, chỉ cần các bạn thiếu sót một chút nào đấy thôi, hay nói cách khác là không đạt đến trạng thái tối ưu thì sẽ không thể lọt được top đâu. Riêng server 71, 72 đã tụ tập toàn những tay máu mặt rồi. Riêng nói thật các bạn, top 1 thì top 10 quá kinh rồi. Chưa kể còn thêm hai server nữa, bốn server với nhau các bạn. Hơi bị khó để gọi là leo vào top nếu như không chơi một cách nghiêm túc. Còn quá trời bình thể lực. Các bạn chờ event sinh nhật xả ra nhá, không còn lâu nữa đâu. Các bạn sẽ kiếm được rất nhiều vật vật phẩm gần như là miễn phí hoàn toàn với cái đống thể lực này. Mình đang lướt nhanh, chúng ta còn tới 1.458 mảnh vạn năng và 73 vé Battle Pass nữa. Các phần còn lại không có quan trọng. Chúng ta sẽ quay trở lại. À rồi, còn nhiều nên rách thế. Chúng ta sẽ quay trở lại với đội hình. Trước khi đánh nhau thì mình nghĩ rằng trong team này các bạn cần có một vài cái sự thay đổi trong tương lai. Trước tiên đó là vị trí Konit, mình tin rằng đó vẫn là một vị trí khá hay ở thời điểm hiện tại với cái nội tại chuyển hóa công thủ. Nhưng xét về mặt lâu dài, các bạn lấy một lượt của đội bạn thì cũng không giải quyết được nhiều vấn đề. Cho nên về mặt lâu dài thì Konit vẫn cần phải thay. Hướng tới ở đây thì mình thấy rằng có hai sự lựa chọn dành cho các bạn. Các bạn có thể sử dụng cả hai. Một là các bạn sử dụng Doloresia và Isla không cần nhá, Dulon nó có sàn rồi. Thì các bạn sở hữu Kula và Google thì theo mình sẽ là những cái phương án cực kỳ thích hợp cho hàng này. Đấy. Ok, nào chúng ta sẽ lao vào đấm nhau thôi. Vị trí chủ lực thì vẫn tất nhiên vẫn sẽ không thể là ai khác là Asuka, đội hình của đối phương cũng như vậy thôi. Konit sao lại cầm bộ hồn lực 5 trong buồn cười này, mai là hồn lực 5 debut như vậy không có sức tấn công, chủ yếu là gây hiệu ứng cũng như là hỗ trợ phòng thủ. Dulon sẽ hồn lực 5 phong ấn là võ sĩ châu bò nhất. Hơi đáng tiếc Ainz sẽ chỉ được cầm hồn lực 5 kiểu, như vậy sức sát thương của nó sẽ bị giảm đi khá nhiều.
Bù lại thì Kyo một hồn vũ khí nhiều khả năng sẽ tạo ra được những cú sát thương chí mạng luôn. Đấy. Ở đây còn một vài cái hồn lực lâm khác như hồn lực lâm Warden, hiện nay bạn ấy chưa dùng, các bạn phải cân nhắc sử dụng thay thế cho hồn lực lâm của Mai nhé. Hồn lực lâm Warden là một hồn lực lâm phòng thủ rất ghê gớm luôn, nó miễn cả gì hiệu ứng cơ mà, hiệu ứng không làm gì được cơ mà. Đấy, cái thứ hai là các bạn có thể đưa hồn lực lâm tọa thiền này, à phong ấn này cho Kyo, rồi đưa sói này cho Anis, còn đưa cừu thì cho Gonit nhé. Hãy theo mình thì mình sẽ đổi đi một chút nhé. Hiện nay là bạn ý bảo với mình là rất là khó đánh vào trong top không ít, thì mình sẽ thử làm theo ý mình đi xem có vào được không các bạn nhé. Hồn được 5 cừu là cái hồn được 5 hỗ trợ, theo mình là nó cũng không quan trọng lắm. Anis thì mình sẽ đưa nó cầm hồn được 5 sói, và như mình nói Kyo thì mình sẽ cho cầm hồn được 5 phong ấn. Đam hơi bị vừa ghê gớm luôn và thủ thì vẫn không hề tồi. Dulon thì mình sẽ cho cầm hồn lực lam Warden. Thật ra thì Dulon thì có hai sự lựa chọn, một là các bạn dùng Warden, hai là các bạn dùng Mai. Có điều ở trạng thái gần đây thì mình thấy càng ngày rất hay bị dính băng của Cula băng hoặc là hồn lực lam phong ấn, cho nó cầm hồn lực lam Warden thì giúp cho nó trâu bò hơn, hồi máu cũng ghê gớm hơn. Đấy là cái mà mình gọi là nhận thấy theo cái bản cập nhật lần này nhá. Ngày trước mình không thấy nó bị dính hiệu ứng nhiều đâu, đợt này thì nó dính hiệu ứng ghê gớm luôn. Rồi mình còn bỏ sót cái hồn lực lam nào ngon mà mình chưa dùng không? Đây không có khô héo các bạn ạ. Đợt tới nếu như có tọa thiền thì sẽ thay Warden hoặc là Devil thôi, một trong hai con này. Thế thôi, đúng không? Thật ra Mai ở đây các bạn có hai sự lựa chọn nhá, hoặc là dùng Devil hoặc là dùng Anain. Một trong hai cái thôi, mình đang chọn Devil đi. Đây là Devil 5 sao này nó cũng ngon lắm. Về vị trí đứng, theo mình đây là một vị trí đứng đã tốt nhất chưa? Trong bốn con này thì chắc chắn là Anis sẽ là con chết trước. Đấy, thế thì để đây à? Anis chết trước ngày sau này Kyo ăn sát thương Lan à? Quả thật là như vậy, cho nên mình sẽ để Asuka đứng ở vị trí giữa này nhá. Xem nhau thôi. Xem thôi, chứ cũng không để chắc chắn được đâu. Nào, quẩy thôi. Còn đánh thì các bạn phải test nhiều biết. Đây mình cứ test trận đi. Nhìn chung thì từ hạng bao nhiêu? Từ hạng 3 cho đến hạng 10 mình nghĩ rằng mình nhầm ông nào cũng sẽ có được cái sự tự tin vì lực chiến phe ta là nhiều hơn. Tay Tuấn Q này lâu lắm rồi mới ngó tới, chúng ta sẽ đấm nhau với Tuấn Q nhá. Tanker ông lắm thế nhưng không có băng à, mình chọn ông nào có băng ấy. Cái gì nè nè Đỗ Phi à, đây ông này có băng và đội hình thì theo mình là cũng khá, nhìn nó khá là dễ chịu, không có con nào nó quá ghê gớm. Cũng hai hạt nhân cũ là Anis và mới là Kyo. Tanker thì là Yuumi và Dulong, hàng tấn công thì sẽ là Asuka và một con nữa là con Mai sao ấy. Cảm giác đôi bạn ngon thế nhỉ. Bên mình thì có thằng Gonit, tất nhiên là nhìn nó sẽ không được ngon mắt ở các cái giai đoạn cuối, được đoạn đầu cướp lượt thì sướng thôi. Đội hình hai bên khá giống nhau nhỉ, khác biệt duy nhất đó là Yuumi và Gonit thì về mặt lý thuyết rõ ràng là Yuumi là ngon hơn hẳn. Feta thì có chỉ số lực chiến hơn đội bạn tầm khoảng 8% lực chiến. Mình tin rằng điều đó không đếm xuể đáng kể. Nếu như mà đội bạn có hồn lực lam phong ấn 2 sao thôi, chắc chắn nó cũng sẽ tạo ra sự khác bọt. Sức sát thương chính tới từ cả hai bên vẫn phụ thuộc chủ yếu thông qua Asuka. Cho nên nếu như mà Asuka bên nào mà chém chết được Asuka bên kia trước thì người đấy hiển nhiên sẽ có một cái lợi thế dễ dàng hơn về cái chiến thắng cuối cùng. Feta đánh vào Yuumi và Asuka đội bạn thì họ sẽ tàn né thôi, đánh rất là khó để giết được, thành ra là cay lắm các bạn, nên cái tỷ lệ thắng của phe ta mới thấp tới như vậy. Đây mình đang cố gắng chầy cối đấy các bạn nhé. Còn tất nhiên đội bạn mà không có hồn lực lam tọa thiền thì tức là họ đánh bên mình Asuka tàn né được hết đấy. Đấy, thì họ cũng chả giải quyết được gì đâu, họ cũng không xuất điểm ở trận đấu đâu. Về võ sĩ thì cả hai bên sẽ đều, à không, đối bạn sử dụng chiến thuật là không để chết ai luôn đấy, nên là khả năng Anis bên phe mình rất là dễ tèo. Cả 6 võ sĩ bên đối bạn đều sống cực kỳ dài luôn. Đội hình của bạn Andophi này là một cái đội hình theo mình khá mẫu mực dành cho các top 1 server, thường người ta cũng đang sử dụng đội hình như thế này. Hai con tanker tốt nhất là Dulon, được sử dụng nhiều nhất luôn là Dulon và Yuumi, hai con hạt nhân, và cuối cùng là Mai hỗ trợ và Asuka sát thương cực kỳ gọi là cơ bản và chuẩn mực luôn, không có một chút nào gọi là khác bài cả. Thật ra à, của Feta tức là của Lavi đấy thì cũng thế các bạn, Bonit thì cũng là một cái con mà chưa có đồ thay thì dùng tạm thôi.
Nhưng về chiến thuật cơ bản là hai bên khá giống nhau. Rồi, Asuka chém ta đàn xẻ nghé đội bạn luôn. Có điều đây là do phe ta đang hơn uy, hơn khá nhiều uy cho nên được cái lợi thế như vậy. Ngay sau đây đội bạn sẽ tiếp tục bị thêm bên phe ta đấm thêm một phát nữa do Gonit nó cướp lượt các bạn. Đấy là sức mạnh của Gonit đấy. Ở cái giai đoạn cuối thì các bạn lại thấy là phe ta cảm giác như là thiếu nguyên hẳn một người nhé. Nào, giết Gonit đi để còn chuyển hóa công thủ rồi. Ao, đấy, ok, đấy, đấy. Rồi, có điều băng của Yuumi đội bạn đang tàn phá đội phe hình phe ta khá gớm, nhưng mà các bạn nhìn này, nào, ai giải hiệu cho Asuka là đẹp luôn. Gonit các bạn ạ. Kyo cũng có giải hiệu ứng. Ainz cũng có giải hiệu ứng. Rất nhiều người sẽ giải hiệu ứng. Chuẩn luôn rồi, và tất nhiên Gonit rồi, rất nhiều người giải ứng các bạn. Cho nên là thắng thua là rất quan trọng vào cái lượt đánh này đấy các bạn. Kể ra mà có được 5 tọa thiền nữa thì các bạn bảo chém những quả như này thì hai con hợp tác với đội bạn làm gì có chuyện né như này. Vẫn ăn được một số lần miễn chí tử của Asuka đội bạn đấy các bạn nhé. Không nhiều lắm nhưng mà cũng thấm phết đấy. Còn Mai óc chết đi, không chết được, còn lâu mới chết được Mai. Số lần miễn chí tử của Anis Feta vẫn là 3 lần, kha khá thôi. Kể từ đây thì Feta sẽ không còn cướp lượt, cướp lung gì nữa. Và Gonit các bạn sẽ thấy vai trò nó rất mờ nhạt được cái giai đoạn sau khi chuyển vào công thủ này. Có hỗ trợ một chút về mặt hồi máu thôi, hồi máu hồi độ thôi, nhưng là không đáng kể đâu. Khác hẳn với vai trò của Yuumi đội bạn, càng ngày nó sẽ băng càng khó chịu. Và Yuumi này là Yuumi S-Max, hoàn toàn nó có thể tạo ra một cú đột đột tử băng à, ông ấy cái gọi gì ấy, đại loại là 8 tầng băng xuất hiện thì sẽ giết thẳng luôn chứ không cần phải giết từng mạng một hay là miễn chí tớ gì hết cả. Võ sĩ đang dính tầng băng nhiều nhất phe ta đang là ai? Cho có bài nhé. Ai đang nhiều băng nhỉ? Mình chỉ thấy hình như toàn một tầng băng với hai tầng băng ấy, lượt 4 ấy chứ quải quải Asuka chém vẫn chí vẫn cháy lắm các bạn ạ. Chém vẫn vẫn gọi là đâu ra đấy lắm. Đồ ngon mà. Máu chảy lòng tòng luôn. Duron chạy bị eo bị chém ghê. Eo Asuka đối bạn. Nó ăn miếng trả miếng cũng không hề kém cạnh một chút nào các bạn ạ. Chém vẫn gọi là siêu đau luôn. Ainz thì tất nhiên là sát thương kém hơn hẳn rồi. Mờ nhạt hơn hẳn rồi. Thế nên mình vẫn bảo con Asuka mới là cái con đáng sợ mà. Nên là tính làm sao mà tính là để giết được Asuka đối bạn mới là quan trọng. Giết mấy con như là Ainz hay là Kiyo thường nó sẽ không giải quyết vấn đề rồi. Duelon chết khá là trong vánh, bất chấp nó được cầm hụt được 5 bảo vệ đấy các bạn ạ. Nhưng mà con Asuka nó chém xuyên giới hạn sát thương của hồn được 5 bảo vệ luôn, bá đạo quá. Rồi không ai giải hiệu ứng cho hai võ sĩ đằng sau, sự khác biệt tới từ Yuumi đấy. Không, nếu mà phe ta có hồn được 5 tọa thiền mình nghĩ là những cái phát 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 đầu chém ấy ở cái lượt cướp lượt ấy lấy được mạng đấy, chứ không phải đến nỗi yếu như này đâu. Còn Yuumi cũng không đến nỗi là khó chết lắm đâu. Còn để đội bạn đạt được cái hiệu quả gọi là đột tử băng biết gì đấy thì khó lắm, phải tầm lượt 8 lượt 9 mới xuất hiện được. Thì các bạn cứ bảo 1 2 tầng băng này thì ăn thua gì. Băng khó chịu nhở. Bên mình nhiều võ sĩ giải của người Gonit cũng là một trong những con gọi là có sức ảnh hưởng khắc tinh được cái hiệu ứng rồi đấy, thế mà không làm gì được. Mình hơi khá bất hình hơi bất ngờ khi mà Duelon chết khá nhanh. Cũng thắng được. Hạng 1 11 thôi các bạn. Hơi khó nhỉ, kể để ngày mai làm thì các bạn sẽ thấy được rõ ràng cái sức mạnh của nó hơn. Duelon là 2 triệu lực chiến. Kém khá nhiều so với ba con chủ lực còn lại. Đồ của nó có cái gì chưa hoàn thiện chăng? Con này tứ môn các bạn. Viên số 6 này hơi tệ nhỉ, mỗi cái kháng chí mạng không thôi. Mình xem còn viên số 6 nào tốt hơn không.
Không các bạn ạ, chúng ta có một bộ núi duy nhất. Run rồi, tinh túi chắc chắn là full rồi. Không full thì quá lỗi luôn. Bộ này sao? Gần đỏ hết rồi còn đâu nữa, đúng không? Cũng phải không có phải tôi đâu. Viên này là cái viên gì? Ui rồi ôi, ông ấy chơi cái loại xuyên đỡ đòn cho cái này thế này. Đây này các bạn này, phải đưa cho con này. Ông chơi này giết lại giết, giết hại anh em. Các bạn lưu ý đừng có lắp lung tung nhé. Đấy là kháng chí mạng và kháng sát thương này, thêm 10% kháng sát thương công tưởng ít à, một đống đồ này, một lũy đồ ấy, nhưng mà gì đâu. Kháng chí mạng này nó đỡ đòn cực kỳ cao, còn các bạn bảo cho nó có viên xuyên đỡ đòn này thì đù lon có tác dụng gì. Đây là viên control và đam, control và kio đóng đích có hiệu ứng. Từ từ nhá, để mình xem nhá. Mai thì không cần rồi, Gonit không cần rồi, Asuka viên gì đây, Crit và đam được, viên Asuka này ngon này, thảo nào chém cháy thế. Rồi rồi, phù hợp cho Ainz, Kyo thì sao? Control và Dam. Nó đây có hiệu ứng đâu nhỉ? Thôi được, tương tự với nhau. Sau này cái viên này phải dành cho Cula Bang các bạn. Đấy, hiệu ứng thì đấy cũng không. Con này thật ra dùng Control cũng được nhá, nhưng mà thôi, nó là con tanker chủ lực nên cho nó cầm cái này. Rồi ông này cầm xuyên đỡ đòn đi. Đảm bảo chém đội bạn, các bạn cũng thấy ra sát thương luôn, chí mạng mầm luôn. Thảo nào cũng lấy thằng thằng này Ok. Châu thế lực chiến các bạn ấy ta gia tăng ngay, không nhiều nhưng mà gọi là đấy, mà mình mới chỉnh một tí thôi nhá, nào xem còn cái gì nữa. Tôi không phải gọi là thể hiện cái sự gì đâu, nhưng mà chuẩn mực nó phải như thế. Rồi Dulon cầm Life Link này thì theo mình thấy cũng bị nhanh, bị chết lắm. Rage Trip này là liên quan đến chủ yếu là về hồi nộ, khống chế nộ. Kyo này thì cũng được, cũng được thôi, xem có cái nào tốt hơn không. Life Link cầm con này thật ra là nó nhanh chết đấy các bạn. Con nào nó bơm máu ấy. Life Link mình cho Mai cầm cũng được. Không Kyo cầm được, Kyo khó 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 chết lắm các bạn. Kyo nhầy lắm. Xem tí nhá. Thôi rồi, chắc là cũng không vấn đề đâu. Hồ được làm bảo vệ nó cũng giúp cho nó hồi máu nhiều ạ. Ok, nào để xem dưới bàn tay nhào nặn của tờ núi thì nó có khác biệt gì không. Ở trên này cũng còn kinh lắm các bạn ạ. Hôm nay cũng ghê này. Hội server này họ chơi chơi gọi là lắm Chrysalis thế. Hình như lão Shanh tóc đỏ này cũng quen lắm, tên này quen quen lắm. Không biết có phải lão Shanh tóc đỏ trong cái hội offline không. À, chơi game mà thật các bạn mình thích nhất là chỉnh sửa fix đội hình. Xong rồi fix mãi không ăn được thì ông mới bắt đầu ông đi kiếm đồ. Đấy, các bạn chơi cứ có mỗi cái đồ đấy các bạn lắp vào đánh cháy thắng ngay, nhanh chán lắm. Chọc đầu tiên mà đôi bạn né luôn rồi, có chí nhưng không ăn thua mấy. Băng kia là của phong ấn đấy các bạn, trông rất là khó chịu. Chưa đang đánh nhau nó chói này, nó không cho nàng cử động. Rồi, Asuka chém, lượt đầu cũng đau. Lượt đầu nó cũng lấy viên chí tử. Phản kích của Dulon đội bạn. Như vậy là Kyo Feta, à cái gì không phải Kyo mà đây là cái thằng Konit. Mất coi như là đứng chơi một lượt nguyên. Thôi đó cũng là cái sự may mắn. À rồi còn được tung được độc chiêu phát. Chứ còn đâu lại còn nó lại dính đúng một con Asuka thì thôi, ôi trời ơi luôn. Feta cũng có băng nhưng và tất nhiên đây cũng là băng của hồn lực lam phong ấn. Các bạn này hồn lực lam phong ấn nó rất khó chịu, hên hên một chút là ra vấn đề luôn. Đúng rồi, hợp lý đấy. Đây mới là lượt một. Feta nói chung hơn Huy lợi thế lắm các bạn, chưa bao giờ hơn Huy là làm giảm lợi thế cả. Hai team mà ngang nhau thì hơn Huy là sẽ chắc chắn là thắng. Còn Feta mà yếu hơn nhưng mà hơn Huy thì vẫn có tỷ lệ cao hơn bật lại được. Còn ngày xưa nó chưa có hồn lực lâm với cả các cái yếu tố liên quan đến phòng thủ nhiều ấy, tăng máu tăng thủ các thứ ấy, cứ hơn Huy là thắng. Game thời Gaena Quyền Vương 98 ngày xưa các bạn. Cách chơi rất đơn giản, boss mới kèm theo hơn Huy thế là thắng. Lực chiến cũng không cần phải quan trọng quá. Thua đến 10% chỉ đến 20% lực chiến vẫn có gỡ lại được. Rồi một pha chém cực hay của Asuka,
Hơi đáng tiếc là nó không có hồn lực lam bão tố để chém thêm một phát nữa. Chém hai lần thì còn đau nữa. Bên đội bạn bắt đầu biến hình hàng loạt rồi. Đợt này chúng ta vẫn sẽ còn cướp lượt tiếp nếu như mà cô nít bị đánh trúng. Có điều hàng phòng thủ mình nhìn thấy đang khá cứng. Để xem Asuka đội bạn hoạt động như nào đã. Nó có chém, nó có bật lên nó chém không đã. Rồi, chuyển hóa công thủ. Hơi phí một tí đấy. Khi mà để Asuka nó chém đau quá mới bật chuyển hóa. Bật trước khi Asuka chém là ngon nhất. Nào, ai đó giải ứng cho Asuka đi. Kyo vẫn dính hiệu ứng. Giải rồi vẫn dính. Cay ghê. Ok, nào, có hy vọng là giải tiếp. Áo giải được các bạn ạ. Đấy, đánh đen vai. Pha tuyệt kỹ quan trọng nhất của Asuka đợt này lại bị đội bạn khắc chế. Cay vãi. Asuka chém bại huyết thấm ghê. Có điều ngược lại thì gần như chỉ có mỗi Asuka đối bạn là chém được thôi. Phần còn lại thì các bạn để ý đang bị khống chế một cách gọi là toàn tập. Hầu hết là đang bị cấm chiêu hoặc là câm lặng. Rồi hai bên trận đấu này khống chế nhau nhiều quá. Đây rồi. Thả rông cho Asuka thoát rồi. Nó chém vào thấy bà nội luôn. Đấy, bảo chí âm luôn, 66 triệu sát thương thì còn bảo máu đâu mà chịu được. Máu đâu mà chịu được. Phát sau gần 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 20 triệu. Nát hết luôn các bạn. Các bạn tưởng tượng như ở lượt 3 vừa rồi ấy, cái lượt mà mình cướp lượt được này, nó cũng chém nó như thế thì thắng rồi chứ còn gì nữa. Ao ơi, nó bị trói như thế, mất bao lần miễn chí tử luôn. Nghe mất đi bao cơ hội đánh cho đội bạn bật miễn chí tử ấy. Phí quá. Rồi, liên tục Anis đội bạn chọc trúng. Mình không biết là có phải do hồn được Long tọa thiền hay không. Trận đấu này các bạn lại thấy Dulon trâu hơn hẳn nha. Dù là thay đổi khá là nhẹ nhàng thôi nhưng cũng không có gì gọi là to tát đâu. Mày này. Hai võ sĩ bên mình ẩn thân à? Cú ghê. Thôi nhưng không sao, có Asuka chém là được rồi. Mình nhìn không nhầm quả vừa rồi là 146 triệu sát thương. Phát thứ hai là 33 triệu sát thương. Ép buộc bên đội bạn hai võ sĩ buộc phải ra đi. Và đó là ai? Mình nhìn thấy một con là con Mai. Mai đội bạn nó tèo trước Mai đội bên mình. Và một con nữa mình vẫn chưa nhìn ra. Anis còn, Kyo còn. Đu lon bên đội bạn các bạn ạ. Ê, các bạn mới thấy rằng khác bọt ngay đúng không? Vào tay tờ núa khác. Công công đừng tưởng của tôi chỉ có mõm không. Tôi chơi không phải là giỏi nhất game này đâu. Tôi chơi nhiều lúc cũng đần đấy. Nhưng không phải, nhưng mà thi thoảng đần thôi nha. Không phải lúc nào cũng đần đâu. Còn đâu thông thường là tôi vừa đã ngồi nghiêm túc nghiên cứu. Tôi bỏ thời gian ra tôi tính toán các thứ là ra vấn đề đấy. Nhiều khi tôi gọi là chán đời thất tình thì tôi nghĩ lung tung, nghĩ quẫn trí rồi chứ. Đội bạn chém cũng gớm, gọi Asuka chém cũng không hề gọi là lương tay một chút nào luôn. Ok, Dulon các bạn thấy rõ ràng không phải là cái bức tường gọi là quá vững vàng. Nói thật bạn, áo con tanh nào vững đâu mà Asuka nó chém chết hết. Bên mình không có tọa thiền nên là chém nó không dứt điểm được nhanh hơn đội bạn thôi. Các bạn nhìn thấy Asuka nó chém bay màu hết. Này thì cưỡng này. Một tầng băng còn lâu mới chết. Kyo thì nó ẩn thân rồi nên là nó sống cũng lâu lắm. Hay quá né. Làm thế nào giải băng bây giờ? Kyo giải. Kyo phe ta không giải bằng nộ đâu mà. Ui thôi hay ờ thôi được rồi. Kiều đấy các bạn. Nhưng mà hồi sinh xong thì cũng chết luôn thôi. Thua không làm gì được. Chém né các bạn. Hai con Asuka mạnh xương thương thương nhau. Nói thật trận đấu này hơi đen, phải nói là hơi đen. Cái quả lượt ba mất oan phát, không thì nó thành cái chuỗi có thể thắng được đấy. À hồi đâu tức thế nhỉ, không lọt được vào trong khu vực này luôn. À đâu, cái lực chiến ngang nhau chứ.
Mình nhìn cái đường 10 triệu 9, đây 11,9 và 12,1 thì chênh nhau chỉ có 2-3% chỉ số lực chiến đấy, xem nhau. Hay rất khó nhỉ. Nhưng mà rõ ràng châu Âu đấy. Ao. Ấy chà chà. Thôi nhá, chờ ngày mai thôi. Các bạn nào mua nick về thì tha hồ mà xả. Kim cương xả đi, xả gì nữa. Vẫn phun mèo 80 mấy kim cương thì thoải mái. Tức ghê nhè. Không đánh thắng được là mõm thật đấy. Ôi. Ông mà làm được thì nói thế nào cũng thành hay, còn mà đã không làm được thì nói không ai nghe các bạn. Đấy không ai sợ. Thói đời nó như vậy mà nó thế cũng là hợp lý thôi. Ông muốn lý thuyết gì lý thuyết, ông phải chứng minh được. Rồi, mình chỉ hy vọng là lần này hên hơn thôi nhá. Đấy, tức là con Asuka nó không bị chói như phát trước. Đặc biệt là chói vào những cái lượt gọi là quyết định. Quả vừa chém sướng, nhìn sướng mắt thật, 146 triệu sát thương. Nhìn nó cứ gọi là mê ly luôn các bạn. Là một, nói chung trong vòng khoảng 4 lượt đầu là phe ta gần như là có được một cái lợi thế mà gọi là rõ rệt luôn so với bên đội bạn. Đánh đội bạn đánh gần như không vào máu mấy, không bị không lấy cái mệnh trí tử mấy, mà phe ta chém đội bạn ấy là bùng nổ luôn. Nhưng kể từ cái lượt thứ 5, thứ nhất là thứ 6 trở đi đấy, thì đội bạn nó lại có những quả highlight như là phe ta mấy lượt đầu. Áo có tọa thiền chém dứt điểm đi rồi nào. Lulon Asuka bị khống chế có giải không, giải đi cày ấy, cú vai đánh độc chiêu ấy khó phết nhè. Asuka cầm một được lâm bão tố, nghĩa là nó đang phun sát thương, nghĩa là nó không có cái khả năng kháng hiệu ứng hay là phòng thủ gì cả, mà nó là thuần về tấn công. Điều đấy cũng có nghĩa là nếu nó bị khống chế hoặc là nó không không gọi hoặc là nó chết trước thì cũng là hợp lý thôi. Đấy, ông này đòi gọi là làm tất ăn cả đấy, chỉ có mấy con hạt nhân thôi các bạn, chính là cái thằng Kyo ấy. Sắp tới đấy các bạn, Dulon ngày xưa, Saiki ngày xưa ấy. Nhưng mà nó chỉ được một thời gian ngắn ngắn thôi các bạn nhé, sau đấy là một loạt các loại tanker các hội khác ra, nó không cho bọn hạt nhân nó hoành hành được đâu, mà nó sẽ cân bằng lại đấy. Tiếp tục Asuka bị trói đèn vai cả ra nhỉ. À đây ấy, hiểu ấy. Tôi đã bảo rồi mà không nhá, như vậy tôi không mõm nhá, tôi sửa được ấy nhá, có cơ hội lọt vào ấy. Nói sao các bạn là ông cứ để đội hình cũ đánh áo lọt rồi mà. Trước đấy đã đầy chuyền báo thua luôn rồi, có tỷ lệ là được rồi các bạn nhá, hạng 10. Nên là các bạn nào mà cần mình tư vấn hỗ trợ thì cứ hỏi nhá, sẽ có lúc đúng lúc sai nhá. Nhiều khi là đúng nhá, yên chí. Rồi xem còn các gói nhiều gói nạp đó. Hết này. À đây 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 vẫn còn được. À, còn gói này. Được gói sơ tít 2, gói sơ tít 3 ngon nhất thì ông ấy nạp rồi. X2 thì à rồi còn khá nhiều các gói X2 đây. À, VIP 10 thôi cũng khá nhẹ nhàng thôi. Đấy, ông nào mà mua về mà đầu tư vào bui lên là một thế lực luôn trong hội server này đấy. Cái hội server này là offline hơi ghê đấy các bạn nhá. Đấy, ông nào mà miền Bắc tôi ít luôn là hội ăn nhậu đi rủ có bè bè phái luôn. Toàn bộ thông tin là mình đã check xong, ra bao gồm toàn bộ mọi chi phí là 4,2 triệu. Bạn nào mua thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Hẹn các bạn trong các buổi livestream cũng như những cái video khác nhé.